tổng hợp những sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng xem nhé! Nếu trái đất không có mặt trăng, một ngày của chúng ta dài chỉ 6 tiếng. Tượng nữ thần tự do được làm bằng đồng, nhưng do oxy hóa nên bị đổi thành màu xanh như ta thấy ngày nay. Hạn sử dụng in trên chai nước suối là của chai đựng, không phải của nước bên trong chai. Đây là Larry Tesler, người đã tạo ra copy, paste. Ngủ bên cạnh người mà bạn yêu sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, giảm trầm cảm và tăng tuổi thọ. Ả Rập Saudi là quốc gia duy nhất trên thế giới không có sông. Chỉ 1 gram DNA của bạn có thể chứa được tất cả dữ liệu của Facebook và Google. Trung bình một đám mây nặng 500.000 kg. Một quả trứng có chứa mọi loại vitamin, trừ vitamin C. Nghiên cứu tiến hành bởi các nhà tâm lý học tại Harvard cho thấy, chó có thể nằm mơ thấy chủ nhân của nó. Khi đọc dòng chữ này, bạn sẽ không thể nhận thấy rằng bộ não của bạn không phát hiện ra chữ bộ thứ hai. Khi bạn ăn dứa, nó đang ăn ngược lại bạn. Đó là lý do tại sao nó khiến bạn rát lưỡi. Vào lúc 15 tuổi, nếu bạn lên một chiếc phi thuyền bay với vận tốc ánh sáng và du hành 5 năm trong vũ trụ, khi trở về trái đất bạn sẽ 20 tuổi. Tuy nhiên, tất cả những người bạn 15 tuổi lúc trước giờ đây đã 65 tuổi. Tắt máy khởi động lại là liều thuốc chữa báo bệnh cho điện thoại. Nhiệt độ trong mũi sẽ tăng lên khi bạn nói dối. Đó được gọi là hiệu ứng Pinocchio. Mũi thích cắn những người có nhóm máu O hơn. Cứ mỗi lần trộn bài là gần như bạn đã tạo ra một tổ hợp chưa từng tồn tại.